Rum, rum. Không có. Không có. Không. Lá khô cũng. Đó, đó, đó. Ở trên này nó cũng nó rớt nó cơ. Hả? Nó rớt. Cái này á. Cậu nó đó. Để em chạy nó lấy đồ đẹp nó. Con nó nè. Còn hôm qua cũng là một mình tắm sẻ luôn á. À đủ má rắn bay. Rắn đâu? Rắn mới nặng á. Rắn cọ, rắn mới cọ. Xuống đây nó mổ mày á. Con đó nó mổ á. Nó lục mà. Ừ, xuống đi. Nó đâu vậy? Nó mổ quá. Rung nãy giờ động nó đó. Con nó đó giờ nó mổ bị gì qua nè ta. Nó mổ qua anh kia. Qua đầu nhánh nè. Em đứng đó, đứng đó, đứng đó. Không có ra đây nữa. Có con rắn lục. Bà nói chào mày. Mấy bạn biết con này con gì không? Con tròn tròn. Con tròn tròn nó bay nhanh quá. Nó bay nhanh quá. Bạn này đang rung. Mấy bạn ơi, mấy bạn biết không? Mùa mưa xuống là cái bù gậy nó bên cây nó ăn lá á. Mà rung vậy là không thấy xuống nè. À con bướm, bướm, bướm. À, hơi tối mình mở đèn nó hơi chói nó quay mấy bạn thấy chói đó, mấy bạn đừng có ném đá nha. Mục đích mình muốn sáng cho mấy bạn coi thôi mà sáng quá nó thành chói á. Đây, để tôi chỉ cho mấy bạn coi con này nha. Đó. Con càng hiu nè, đó. Càng hiu, càng hiu. Đó, đó, đó. Đó là con chằn hiu đó nha. Ở đây là có kênh nha mấy bạn, mình bắt cá được luôn á. Còn thích thì nhảy xuống bắt ốc luôn. Ốc quá trời nữa không? Thôi là thấy ốc không? Ốc quá trời ốc. Cá là lên kềm rồi. Cái bình bát rồi mấy bạn, bạn nào biết cái bình bát không? Đó. Thôi mình đi cung à, mình đi gọi bắt bù gầy đúng không? Mình chỉ cho mấy bạn coi nè, nó trên cây ngoài bù gầy ra còn có nè. Đó, gà. Đó, gà. Gà. Con kia dữ hơn nữa kìa, con kia một bầy luôn. Bầy ong. Vô, vô, vô. Đó kìa.